Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 mình ở đây rồi. Bây giờ là sáng sớm, gia đình mình á, sẽ chuẩn bị ăn uống rồi sẽ nhổ trại trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng, mình sẽ enjoy cái chỗ này. Rồi mình sẽ chào các bạn để mình đi về thôi. Bây giờ mời mọi người đi ăn sáng với mình nha. Bây giờ mình đi ăn sáng nè. Ăn này có hamburger. Qua đây ăn hamburger. Giờ đồ hamburger kìa. Vậy là burger mình chưa được luôn hả? Vậy sao nhiều dữ vậy, đưa quá trời vậy. Burger của mình hết rồi. Hết luôn rồi á. Burger mình ăn hết rồi. Hết phần đó rồi mắc luôn. Hết rồi, cô ơi, của anh là hết rồi. Ủa, em chưa được miếng nào luôn. Em đi sáng giờ anh hay. Sáng giờ anh hay kiếm mỗi người đẹp cũng đâu. Sáng chưa được miếng nào luôn á. Đây, bây giờ ăn miếng, em vừa ngay tới giờ kiếm quá trời luôn. Em vừa gỡ nhà làm mà chưa được ứng nữa. Thôi luôn rồi, tối rồi. Phải tối rồi nha. Welcome to the Young Natural Habitat. Thuy Young wants to know if that is good or not. He can delete it. Này nè mọi người. She wants to eat that one instead. Mình ăn nhiều, mình ăn to bự, mình không ăn to nhỏ. She wants to nhỏ. I mean to bự. I mean big ball. To bự. Big ball instead of that tiny one down here. Instead of that one. Ăn nhiều cho nó mập. She wants to be fat. Ăn nhiều cho mập. Because she's skinny, look at her. She's skinny. She needs some. She needs some gains. She needs to find some water for her ramen. Some water for her ramen. She found some water for her ramen. Now she putting it in the bowl. Đi hai có người nói nghiệp rồi. Nói tiếng Mỹ mà thử nói tiếng Mỹ. Wow. Goodness. Quả chín không? It's so beautiful. Chín nó không chín thì sao ăn? Rồi mình để đây đi cho nó nở ra chút xíu, mình bỏ chanh vô mình ăn. Thuy Dương wants to để đó. I mean, put it there so it can finish growing. She wants me to speak Vietnamese. Vietnamese. Tiếng Việt đi. Vietnamese. Tiếng Việt cho nó rành rỏi. Ai hamburger? Chị hai. Nó làm mì rồi. Ăn hamburger đi. Ơi ai hamburger? She was about to eat hamburger, but then she get that. That. Oh, she gonna eat half and she gonna eat the noodles. Wow. And she gonna eat pineapple? She said it's very sweet. She was asking what to put in the hamburger. Look how much ketchup. Cheese.
đây chị đây. Cheese. She put too much. She put too much. Oh, look at her. She thinks she gonna save her hamburger. She wants some sour peppers. I think. They're supposed to be the cookers, the chef. The chef này lộn xộn quá. Ông nội ăn cái gì vô hamburger ông nội? She put sour pepper in her hamburger. She's gonna eat half of that. And she gonna eat half of this. I mean, all of this. Burger dày dễ sợ chưa? Cho các bạn ăn nè. Ăn đi. Ăn không được. Burger gì mà dày quá trời. Ngon luôn nha. Ngon hả? Nóng quá. Thôi, burger xong rồi. Wow. Để từ từ ăn xong rồi dọn rồi lo gì. Nóng quá, nóng quá. Lát gì mà ăn xong lúc đó là ngồi chơi mình như... Nóng quá mọi người ơi, nóng mau quá. Ok các bạn, Thùy Dương đây, ăn hamburger và ăn noodle nữa. Ăn mì. Mì nhiều lắm. Ăn nhiều mì. Mì có rau thơm. Thơm tí tô bún lụi cho nó thơm. Này là rau hôm qua anh bún riêu, còn lại giờ mình bỏ vô mì mình ăn. Nói ai nói wave to the camera nói. No. Mời cả nhà ăn mì luôn nha. Yeah, ok. Wow, mì ngon quá. Cho các bạn ăn nè. Nóng quá. Ngon quá mọi người. Sáng sớm có tô mì ăn nóng hổi. It's so ngon. Her glasses are fogging up. Nóng quá mà. Mì sáng sớm ăn ấm lắm nha. Ngon. Thôi mình ăn tiếp nha các bạn. Anh mình quay lại đây. Không có quay gì chứ. Làm gì đây? Đầu bếp Kim Xuân Dung. Đây quay đây. Đầu bếp Kim Xuân Dung. Một đĩa nữa. Một đĩa nữa. Chung đi. Nó tự ăn xe lên. Một đĩa nữa thì cũng là một đĩa. Em nói cơm chiên nè. Đầu bếp làm cơm chiên nè, đó. Đầu bếp Kim Xuân Dung. Kim Xuân Dung. Bên nó có lấy dẻo. Kim Xuân Dung mà thấy là dông luôn á.
hết nữa hả? Dạ tôi đi làm chuyện rồi mà là hơi suy sớm nhá. Kéo tài bây giờ. Sáng sớm công việc tôi có nhiêu đó thôi nha, không cầm lên nha. Ở bà nội làm cánh gà nữa hả? Vẫn còn cánh gà nữa hả? Ôi cha nhiều dữ vậy. Thôi mua hết đi Costco. Wow. Đưa Costco đưa ra đây luôn. Đây là ông nội nè. Ông nội đang làm gà nè, gà chiên. Wow. Mày vô, mày vô. Anh được qua đi. Đó, cánh gà mới chiên ra nè mọi người. Ôi trời ơi, ngon bá cháy luôn. Không, cái này ăn gà không? Muốn cánh gà là muốn ăn rồi. Nè mọi người ơi, mình ăn cánh gà chiên, nhìn hấp dẫn không? Này của không ngon, nhà nhiều con cũng hết. Wow, ăn nó giòn đậm không? Ai ăn bún nữa, giơ tay. Đầu bếp nhà tôi đây. Hey các bạn, it's Diane. Đốt lửa trại nè. Đốt suốt đêm luôn à. Nhậu lèo hết rồi. Mình chưa nhổ. Xong hết rồi sao? Mình quay sơ sơ cái chỗ cắm trại chỗ này cho mọi người xem ha. Chỗ này rất là lớn á. Tại vì cái này là của state park, nó có nước rồi có chỗ tắm. Là tắm này, có shower này. Bỏ tiền vô. Chỗ này là bỏ tiền vô 50 sen 3 phút, 75 sen 4 rưỡi. Bỏ tiền quarter á mọi người. Đó cái chỗ này á rất là sạch, bản thân rất là sạch luôn nha. Anh em mình đi mình không có lo là mình không được tắm. Cái nó mỏng và nó rộng nó lớn vậy đó. Đây, đây thêm cái đây nữa. Đó. Khi mình vô á, là đèn tự động nó lên, đó, sạch sẽ vậy đó. Đó bên này là hai cái phòng tắm. Rồi bên này á là cái chỗ nhà xí á, đông luôn nè. Mỗi người một kiểu cắm trại khác nhau. Bên này cũng RV. Đây là cái chỗ cắm nhà mình nè. Đó, nhà mình đông như vậy đó. Nhà mình mỗi lần đi là quá trời luôn. Đông người đông như vậy đó. Giờ chuẩn bị sáng thứ ba, ngày cuối cùng mình ở trại rồi. À, bữa nay mình chuẩn bị ăn uống xong là mình nhổ trại mình đi về đó mọi người. Đi về giờ phải lấy cái lèo xuống. Đằng đó người lấy cái lèo. Mỗi người hép một tay nhanh. À, đây là tụi nhỏ đang chơi volleyball. Đó, chỗ này là cho người ta đậu xe ở đây. Người ta ra ngắm biển ngoài đó đó. Trong vắt rồi không? Đó. Chỗ này là bờ cát, chỗ kia là sình. À. Đó. Nhưng mà bờ cát chỗ này thì anh nghĩ câu có cá bơn á. Có cá bơn hôm qua mình tới đây câu. Bên này là những cái chỗ cho người ta ăn uống, bắt rung nghỉ mát. Vào ra đây trời nắng nóng ghê luôn. Ở ngoài đó trong kia thì trời không nắng không nóng. Ra ngoài biển này không có cây cối, nắng nóng ghê. Thôi bây giờ mình dọn dẹp xong hết rồi mọi người ơi, giờ mình chuẩn bị đi về thôi. Thôi xin chào tất cả mọi người nha, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bây giờ mình lên xe mình về, hẹn các bạn mùa hè năm tới mình sẽ đi cắm trại tiếp và quay cho các bạn xem. Thôi xin chào tất cả mọi người.